Em Vũ ơi, xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay về được mấy cái bộ áo của Quy Y màu đen bóng nè, màu xanh nhám và màu xanh lục. Xanh nhám đây, đen bóng, không chạy chỗ áo gã xe ra mà chưa có sử dụng cô bác ha. Cái này là màu xanh lục, nó có tem luôn, nhưng mà nó không có đủ bộ nha. Mới đùm ghim 125 giờ ốc nữa, ốc tháo xe nữa. Nhưng mà cái này em chưa lên, mới về mới rửa ba cái bụi bác ra phơi nắng đó. Cái này là áo màu đen bóng đây, nó sẽ có hai cái miếng này nữa, có hai cái miếng yếm tam giác đó nữa. Áo ghim có tem ghim theo xe luôn, áo không mà nó không có gì, mà nó chỉ có 12 miếng nhựa màu là 2.9 triệu. Này em bán hoài nè, không có công cắt, không có gì chân ha, không, nói chung là nhựa màu không, nó không có nhựa nhám nha, có 12 miếng à. À, mấy cái này là tháo xe nè, tháo xe có tem rin nè ha, này tháo xe hết. Có cái miếng này là mới nè, miếng này mới là không có tem nè ha, miếng này mới nè, miếng đỏ này, đó là cái màu đen bóng của nó. Anh em mà cũng coi cái hình, nguyên cái hình của nó thì em sẽ gửi cho anh em coi nguyên cái hình mà lúc mà trên xe á, là áo màu đen bóng yên và yếm và yếm yếm và bờ cổ á, là phải màu đỏ. Mình không có lấy màu đen được nha, tại vì em chỉ bán đồ gã xe, nó có nhiều đây em bán nhiều đây, em không có cái khác để em bù lắp vô. Nhưng khi anh em đòi cái áo màu đen mà cái cổ màu đen luôn, cái đó là xe đời thấp, cái này là đời cao 22, cho nên nó đổi cái tông qua cái màu màu đỏ. Bây giờ em bán gì nè, là em bán được là vậy đó, là 2.9 triệu cho anh em lên full LED. Rồi tiếp theo là cũng là màu xanh lục giống vậy á, là 12 miếng nhựa màu, không có nhựa nhám nha, không có nhựa nhám, không có gì hết trơn, chỉ mà 12 miếng này thôi. Đây là màu xanh lục, nó cũng 2.9 triệu. K73 gin nha các bác ha, K73T600, đó là hàng gin của Quy. Cái này là đồ tháo xe nha, tháo xe nè, chỉ có cái miếng này và cái miếng bờ cổ đó đó là màu đen bóng thôi, là cái màu mới, áo mới thôi. Còn mấy cái này là cả xe nè, 12 miếng nhựa màu, rồi nói cho gành ghẻ. Xin nhắc lại là 12 miếng nhựa màu, không có nhựa nhám nha. Bờ cổ đó là bờ cổ mới. Còn mấy cái này là tháo xe với yếm lần là mới. Rồi nó chính xác là như vậy. Có mấy anh ta yêu cầu là áo màu đen, người ta lấy luôn cái bờ cổ với yếm lần đen, không được. Em ta không có cái khác em lắp vô, không được. Đó. À, nó không có chạy chỗ trên cô bác ha, không chạy chỗ cho ngon lắm. Áo green luôn, giờ mình gắn lên khuôn mặt thì flash vậy nghe, mấy anh kia nó gắn khuôn mặt được luôn á, là chưa gắn chưa biết, tại cái này là quay led thì nó sẽ gắn vào full led là vừa, nó vậy thôi. Rồi 2.9 triệu một bộ, chưa từng ship, em phải mua cái thùng xốp em đóng vô, em không có đóng thùng giấy nên tránh tình trạng đổ bể làm nó hư bộ hư đường hết, không được. Em phải mua thùng xốp và hai cái thùng xốp em chụm lại là cái tiền thùng xốp thôi, là em đã tốn 200 mấy. Thùng xốp hôm bữa đóng chùm ngụm bán hết nè, thùng xốp nè ha. Nó có tiền ship anh em trả. Tiền ship là mấy trăm á, nếu anh em nào có gửi Tô Châu được thì mình gửi nhận Tô Châu cho nó đỡ tốn tiền, còn việc theo thì nó sẽ tốn tiền nhiều ạ. Rồi clip này đến đây kết thúc nha bà con cô bác ha. Rồi con cô bác nào mua thì điện thoại, số điện thoại em trên màn hình đó. Xin chào nha.